Sao mà em ngây thơ quá vậy? Em biết cổ và ba em có quan hệ gì sao? Hơn nữa, người ta có thể thừa nhận trước mặt em là lúc trước từng bàn đám cưới với một ông tài xế sao? Nếu anh mà là em, anh đã giả bộ không quen. Tại sao em phải giả bộ không quen? Tài sản của ba em rất nhiều, em chỉ muốn tìm người đáng tin thôi. Anh sợ em luôn. Tôi biết các cô có ăn học đàng hoàng, nhưng cũng không cần sĩ diện quá. Đây chính là cơ hội làm ăn, cơ hội mở rộng quan hệ. Vừa nhìn là biết cô gái lúc nãy là rich kid con nhà giàu. Cô nhìn đi, lúc nãy cô mặc cái áo ren, ai mà không biết, cô tưởng là rèm cửa, quên muốn chết. Từ đầu xuống chân của cô đều cần phải thay đổi hết. Cô phải giới thiệu tôi với cô để làm gì? Để kiếm tiền ăn cơm. Hơn nữa, nếu như tôi làm cô cảm thấy vui vẻ, cô sẽ giới thiệu tôi cho nhiều người hơn nữa. Tới lúc đó tôi càng nổi tiếng. Hai người, một người là Estee Lauder, một người là Coco Chanel, hiểu chứ? Sự nghiệp của chúng ta càng phát triển. Cô phải nói với cô, tôi là một stylist nổi tiếng. Thôi đủ rồi. Ăn có một bữa cơm mà nói hoài. Bởi vậy chúng tôi mới sợ mời anh đó. Ba còn chưa khỏe hẳn, sao tự nhiên lại về nhà rồi? Ban đầu thì không sao, nhưng có người bắt ba phải đi làm kiểm tra tổng quát. Vì đường hồng chỉ muốn tốt cho ba thôi. Đừng động vào ba. Thương yêu gì ba chứ, muốn hại ba chết thì có. Ba, vì đường hồng có dặn con, nếu ba thấy khó chịu thì gọi cho dì ấy tới lo cho ba. Không cần. Ba khỏe, trên người ba chỗ nào cũng khỏe. Khỏi gọi cho cổ. Con không ngờ ba lại nhây như vậy đó. Có ai nói chuyện với ba mình như vậy không? Ba nhây chỗ nào? Ba rất nhây. Ba thích bị dì Đường Hồng la mắng ba. Con là con gái ruột của ba đúng không? Ba của con bị người ta la, mà sao con thấy vui quá vậy? Ba vui hơn con mà. Thật đó, con thực sự cảm thấy như vậy. Ba coi, dì tới đây la ba, dì ấy vui, ba cũng thấy vui. Ba quá nhây rồi còn gì. Ra ngoài. Ba thích bị ngược đãi. Ra ngoài. Vô cùng thích. Chị Hồng, tại sao tôi thích sợi dây chuyền này? Tôi luôn tìm kiếm một sợi dây chuyền hợp với chị. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Chị biết tại sao không? Khi chị đeo nó vào sẽ càng nữ thần, càng xinh đẹp, càng dịu dàng. Rất đẹp. Đẹp không? Anh là anh Hà hả? Tôi là Peter. Steve. Nếu mà nói như anh thì anh cảm thấy cô đường còn chưa đủ sức quyến rũ sao? Anh cảm thấy phải dùng một sợi dây chuyền để thể hiện sức quyến rũ của phụ nữ sao? Peter, tôi mượn một chút được không? Bao nhiêu tiền? 18.000. Peter, dựa theo kinh nghiệm của tôi thì sợi dây chuyền này là đồ giả. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao cô đường phải tốn 18.000 để mua một sợi dây chuyền giả hay không? Tôi dạy cậu ta nha. Nhìn bộ đồ mà cậu đang mặc, tôi chỉ có thể nói hai chữ: quê mùa. Tôi cảm thấy nó rất đẹp. Cậu nhìn cái nút áo kìa, hình như là có từ thời Càn Long đúng không? Đồ đào dưới đất mới là đồ cổ. Đào dưới đất là quê mùa hả? Thiếu hiểu biết. Peter, đây là lý do mà anh muốn nói sao? Cậu có biết Coco Chanel không? Nó là nhà thiết kế thời trang tiên phong của Pháp, người sáng lập thương hiệu Chanel. Quan điểm về trang sức của bà ấy là gì? Đừng biến trang sức thật mà mình đeo trên người trở thành đồ giả. Hãy biến trang sức giả mà mình đeo thành đồ thật. Nếu một ngày nào đó cậu biến đồ Hermes thành hàng chợ thì cậu đã thắng tôi rồi đó. Ok Peter, nếu như mà nói với anh thì tôi có thể ra ngoài chợ mua một đống đồ giống như sợi dây chuyền này, và tôi chắc chắn sẽ đeo không hết. 18.000 lần đó tổng giám đốc. Mời vào. Bạn của anh nè, anh Tây.
Chào thầy tao, làm phiền thầy rồi, làm phiền thầy rồi. Chào cậu. Chào thầy tao, làm phiền thầy rồi, làm phiền thầy. Chào cậu. Đây là thầy tao, tôi đã nói thầy ấy giỏi lắm. Chào thầy tao. Đây là Đường Hồng, tổng giám đốc Đường. Chào cô, chào thầy, mời ngồi, mời ngồi. Kế bên nhà của tôi còn có 3 căn nhà không có ai ở, đang để trống. Hay cô dọn qua đó ở đi, ở miễn phí. Không cần đâu, chỗ tôi đang ở rất thoải mái. Tôi đã đóng tiền nhà nguyên 1 năm rồi. Tôi còn sống chung với một người bạn. Nếu tôi dọn nhà đi đột ngột, cô sẽ thấy không vui. Không sao đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu cô dọn tới đây sẽ gần công ty hơn. Hay là tôi mua xe cho cô nha. Tôi đi tàu điện ngầm cũng rất nhanh và thuận tiện. Nói nhiều như vậy rồi, cô cảm thấy tôi là con người như thế nào? Thực ra anh vẫn luôn nói với tôi về những mặt tốt của anh. Vậy sao? Chẳng lẽ anh không có mặt trái sao? Ý của tôi chính là khuyết điểm. Đương nhiên là có khuyết điểm. Cô coi, Ngọc còn có tì vết, huống chi là con người, đúng không? Nếu nói về khuyết điểm thì tôi có. Cô coi, tôi không trắng bằng cô, đây không phải là khuyết điểm sao? Thủ Miêu. Thủ Miêu à? Dạ. Con đem ly nước lại đây cho ba. Ba, ba ngồi ở nhà cả ngày, ba không chán sao? Chán hả? Ba thấy sướng. Đây mới là cuộc sống. Ăn cơm, uống trà, xem tivi. Con cho ba hưởng thụ cuộc sống đi. Ba biết nhìn ba bây giờ giống cái gì không? Giống như ký sinh trùng mà lúc trước ba từng nói. Mỗi khi ba la con đó, ăn no rồi nằm ngủ. Ăn no rồi nằm ngủ là sao? Ba cực khổ mấy chục năm, bận rộn mấy chục năm, chẳng lẽ không thể cho ba nghỉ ngơi sao? Vào phòng, lấy cái mền ra đây cho ba. Ba muốn đắp mền, lỡ như ba ngủ quên cũng không bị lạnh. Ba làm biến quá. Cho ba hưởng thụ một chút đi. Lấy cái remote lại đây. Kênh này không hay. Điện thoại sen kìa, con đem lại đây cho ba. Cảm ơn con. Ba nghỉ ngơi đi, con tới lớp tiếng Anh đây. Tạm biệt. Tạm biệt, đi đường cẩn thận đó. Alo. Tôi ở nhà. Anh coi gì Hồng có ngốc hay không? Tự nhiên quen thứ mặt dày mày dạn giống như cậu ta. Cậu ta dắt thầy bói tới nói hai người họ là ông trời tác hợp. Chắc chắn cậu ta đã mướn ông thầy bói đó. Đúng là vô liêm sỉ. Tôi gặp nhiều người mặt dày nhưng chưa gặp ai mặt dày như cậu ta. Alo, Trương Hạo. Tôi ở nhà, có chuyện gì? Lúc nãy có thầy bói tới nói với tổng giám đốc, chị ấy nên lập tức giao công ty cho một người nào đó. Nếu không chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Còn kêu tổng giám đốc mau chóng tìm người kết hôn để sung hỷ. Lúc nãy tổng giám đốc đã tuyên bố cho mọi người Tề Kiến Quân sẽ tiếp quản chức vụ mới. Lấy chồng sung hỷ, chuyện này tổng giám đốc cũng tin sao? Đầu cổ bị kẹp vào cửa rồi sao? Anh nghe chưa? Lấy chồng sung hỷ. Sung hỷ kiểu như trong sách mà Lỗ Tấn viết đó. Đáng sợ lắm. Chị ta điên thật rồi. Bọn chúng là kẻ lừa đảo. Lừa đảo chứ gì nữa. Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Báo cảnh sát. Sao lại kêu tôi? Sao anh lại không gọi điện báo? Anh là tài xế của chị.
Anh Dương, anh rảnh không? Nói chuyện một chút đi. Nói chuyện với tôi. Chúng ta xuống dưới lầu tìm một tiệm cà phê yên tĩnh rồi từ từ nói chuyện. Tôi không uống cà phê, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Cũng được. Con người của tôi hơi thẳng thắn. Chính vì vậy khi tôi làm việc dễ khiến người ta thấy ghét. Nếu như lúc trước tôi có nói gì hoặc làm cái gì xúc phạm tới anh thì tôi xin lỗi. Chỉ vậy thôi hả? Tôi biết rồi. Thực ra không chỉ là chuyện này. Tôi... Cậu vào thẳng vấn đề luôn đi. Vậy tôi nói thẳng nha. Tôi có quen một doanh nhân. Anh ta là bạn học chung lớp quản lý với tôi. Anh ta đang tìm một người tài xế có kỹ thuật lái xe tốt, hơn nữa còn phải đáng tin cậy. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh. Tiền lương cũng cao hơn lương hiện tại của anh. Cảm ơn nha. Tôi rất thích công việc hiện tại. Anh Dương, thực ra chuyện tôi muốn nói cũng không phải là chuyện này. Anh cũng biết trong công ty có một vài nhân viên rất nhiều chuyện. Họ thường xuyên bàn tán về anh. Anh biết không? Họ nói cái gì? Nói anh và tổng giám đốc. Anh đừng giận. Anh đừng giận. Tôi không tin những lời đó. Ai mà không nói xấu người khác? Ai mà không bị người ta nói xấu? Hơn nữa tổng giám đốc quyết định lấy tôi rồi. Tổng giám đốc quyết định lấy tôi rồi. Hơn nữa chị nói với tôi, hai người chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Tôi tin tưởng chị. Cậu muốn nói cái gì? Anh Dương đừng tức giận. Tôi sẽ không để chuyện này trong lòng. Tôi cũng mặc kệ cảm nhận của bản thân tôi. Tôi chỉ đang lo nghĩ cho anh thôi. Dừng lại đã. Câu lúc nãy cậu nói là sao? Câu nào? Câu trước đó. Tổng giám đốc đã quyết định lấy tôi rồi. Bây giờ chiếc xe này là của tôi. Chỉ tặng tôi làm quà kết hôn. Anh Dương, anh suy nghĩ về đề nghị của tôi nha. Tổng giám đốc. Anh tìm chỉ hả? Bây giờ chỗ này là văn phòng của tôi. Khoan đã anh Dương. Bây giờ công ty đang suy nghĩ về việc thay đổi cơ cấu. Chuyện lúc nãy tôi nói với anh ở dưới lầu là vì muốn tốt cho anh. Nếu như anh không muốn tiếp nhận, vậy thì anh đành phải rời khỏi công ty. Cậu nói cái gì? Bây giờ tất cả mọi chuyện trong công ty đều do tôi phụ trách, cho nên tôi có quyền lợi này. Anh có thể lựa chọn tự mình xin nghỉ hoặc là bị tôi sa thải. Sa thải? Sorry. Sa thải. Đuổi việc. You got fired. Làm gì đập cửa sầm sầm vậy? Ai bị đau tim chắc đứng tim vì anh rồi. Sao cô không tới công ty? Tôi không muốn tới. Tôi cho mình nghỉ ngơi một ngày không được sao? Khi cuộc sống rơi xuống đáy vực chính là lúc số phận cho chúng ta được nghỉ ngơi, để chúng ta tìm kiếm con người mới của mình. Chuyện ở công ty tôi giao cho Kiến Quân giải quyết rồi. Chuyện cậu ta muốn đuổi tôi là ý của cô sao? Cậu ta đuổi anh hả? Cậu ta có nói với tôi là muốn điều chỉnh nhân sự trong công ty, nhưng sao tới đó đã giải quyết tới anh luôn rồi? Không sao, tôi sẽ nói lại với cậu ta. Sau này anh vẫn tiếp tục lái xe cho cậu ta. Không cần. Cô không cần nói. Nếu phải lái xe cho cậu ta thì tôi nghỉ luôn. Tôi không làm. Tôi đang lo cho cô thôi. Anh lo lắng cái gì?
Cô không phân biệt được ai tốt với cô, ai muốn hại cô sao? Ai là người tốt, ai là người xấu hả? Ai muốn hại tôi? Cô sắp kết hôn sao? Đúng vậy. Với Tề Kiến Quân. Đúng vậy. Tại sao vậy? Bởi vì tôi muốn làm một người phụ nữ. Tôi muốn kết hôn. I'd like to get married. Cho dù cô muốn kết hôn cũng không thể tùy tiện tìm đại một người để lấy. Tôi có tùy tiện tìm đại đâu. Nếu so sánh với ông bà nội, ông bà ngoại của tôi thì tôi đã rất nghiêm túc rồi. Trước lúc cưới nhau họ có biết nhau đâu. Tới lúc làm lễ họ mới biết nhau. Gặp được ai thì chọn người đó. Nhưng họ cũng ở bên nhau cả đời, cũng rất hạnh phúc nữa. Khoan đã, chúng ta không nói về chuyện này. Mà nói về Tề Kiến Quân, cô mới quen cậu ta được bao lâu? Cho dù cậu ta không phải tên lừa đảo thì cô cũng tìm hiểu cậu ta một cách cẩn thận. Tôi nói anh nghe, một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không không có liên quan tới thời gian hai người quen biết nhau. Anh và Thạch Huệ là tự do yêu đương, nhưng cuối cùng cũng ly hôn. Ba mẹ tôi cưới nhau là do cha mẹ sắp xếp. Vừa gặp mặt là đi đăng ký nhưng vẫn hạnh phúc. Đó là ba mẹ cô, không phải Tề Kiến Quân. Tề Kiến Quân là như thế nào? Nếu cô phải lấy Tề Kiến Quân còn không bằng lấy tôi. Tôi lấy cậu ta còn không bằng lấy anh. Hai chúng ta có quan hệ gì? Tôi là một món đồ sao? Anh kêu tôi lấy anh, anh phải cho tôi một lý do. Tại sao tôi phải lấy anh? Anh có từng nghĩ sẽ cưới tôi không? Có. Tôi có nghĩ tới chuyện này lúc chúng ta mới quen nhau. Lúc đó Thụ Miêu còn nhỏ nên tôi không dám nói. Bởi vì lúc đó tôi nói với Thụ Miêu là mẹ nó sẽ quay về. Nó còn tưởng là mẹ nó sẽ quay về, gia đình chúng tôi có thể ở bên nhau. Tôi có nghĩ tới như tôi nói. Lúc đó ngoại trừ dì Thụ Miêu tôi còn dì cô nữa. Tôi và cô chạy ngược chạy xuôi tới tất cả các siêu thị lớn nhỏ tại Bắc Kinh để chào bán tả giấy của cô. Tôi còn khuyên cô tới viện dưỡng lão để tiếp thị. Có lúc thì tôi lấy tiền xe, có lúc thì tôi không lấy. Tại sao tôi lại không lấy tiền? Bởi vì lúc đó tôi đã thích cô rồi, được chứ? Tôi nhớ mùa đông năm đó, lúc cô còn sống ở căn nhà trọ nhỏ, phải sưởi ấm bằng lò than. Có hôm cô gọi cho tôi, cô không nói một câu nào nhưng tôi biết cô đã bị ngộ độc khí than. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy tới nhà cô, xong vào nhà cô cổng cô đi bệnh viện. Tôi ở bệnh viện chăm sóc cô 3 ngày. Lúc đó bác sĩ còn nói với tôi có lẽ cô sẽ bị di chứng, khiến thần kinh có vấn đề, nói năng không rành rọt. Lúc đó tôi cũng nghĩ tới kết hôn. Tôi nghĩ nếu cô thực sự bị như vậy, cô không thể đi làm nữa thì cô ở nhà làm nội trợ. Hôm đó cô hỏi trong lòng tôi có cô không. Tôi không biết như vậy có tính là có hay không. Rồi sau đó, sau này công ty của cô ngày càng phát triển. Chớp mắt một cái cô đã trở nên giàu có như vậy. Tôi làm sao dám nghĩ, tôi làm sao dám mơ tưởng. Tôi giấu ở trong lòng. Cô thấy vui là tôi thấy vui. Mỗi lần trước cô, nhìn thấy cô trong lòng tôi sẽ thấy yên tâm. Hôm nào cô thấy không vui, cô cãi nhau với ai thì tối về nhà tôi lại không ngủ được. Tôi sẽ suy nghĩ hôm nay cô bị cái gì, ai đã chọc giận cô. Anh đã thương thầm tôi suốt mười mấy năm.
Anh giấu tôi ở trong lòng anh. Bây giờ anh đang cầu hôn tôi sao? Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh để tôi suy nghĩ được chứ? Còn chuyện gì không? Không còn chuyện gì nữa thì anh đi về đi. Cô muốn tôi chờ cô bao lâu mới suy nghĩ xong? Anh để tôi ở trong lòng suốt mười mấy năm thì chắc cũng không gấp gáp để biết đâu. Vậy còn Tề Kiến Quân, anh cầu hôn tôi là vì tôi hay là vì ngăn cản tôi lấy Tề Kiến Quân? Nếu trong lòng tôi không có cô thì tôi có lo chuyện bao đồng không? Anh là một người tốt, anh thích giúp người ta, thích làm chuyện chính nghĩa. Anh có phân biệt giữa tốt bụng và yêu không? Tôi thừa nhận anh rất tốt với tôi, nhưng anh cũng rất tốt với người khác. Anh không quen không biết những ông bà cụ ở viện dưỡng lão, nhưng anh cũng đối xử tốt với họ. Hơn nữa cách anh tốt với tôi giống như ba đối với con gái, anh trai đối với em gái mà thôi. Giống như lúc trước khi Thụ Miêu quen với Cao Tiểu Quân, anh cảm thấy Cao Tiểu Quân không đáng tin nên đã đánh nhau với cậu ta đó. Tôi không phải là ba của cô, không phải là anh của cô, tại sao tôi phải liều mạng vì cô chứ? Anh nạt ai vậy? Anh lớn tiếng như vậy là muốn hù ai đây? Anh nói anh thương tôi, anh muốn cưới tôi, vậy về nhà chờ tin tức đi. Tôi không muốn thấy cô bị tổn thương, không muốn cô bị thiệt thòi, không muốn cô bị người ta lừa gạt. Cô không hạnh phúc thì tôi sẽ đau khổ hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần. Tôi không muốn làm khổ chính mình được không? La cái gì, có gì đâu mà la, thích la lắm sao? Cảm động quá, một người đàn ông yêu thầm một người phụ nữ suốt 10 năm trời. Cảm động thật đó. Hồng Hồng, tôi thấy được rồi đó, còn chưa đủ. Làm vậy là được rồi. Tại sao anh ta vừa tỏ tình thì tôi phải đồng ý chứ? Đúng, phụ nữ thì phải biết giữ giá. Vấn đề là Dương Thụ vốn là người sĩ diện, cô cứ giữ giá hoài, anh ta sẽ nghĩ cô không thích anh ta. Xong tới lúc đó hai người lại bỏ lỡ cơ hội nữa rồi. Bỏ qua đi, hai người vui vẻ tới với nhau đi. Đừng để ý, đừng để ý nữa. Tôi cũng thấy chưa đủ. Tôi thấy Dương Thụ bô bô la la suốt ngày trời mà không nói được một chữ yêu. Tôi xin cô đừng có kiếm chuyện nữa, đừng đổ dầu vào lửa nữa mà. Tôi thấy vậy là được rồi. Tôi cũng cảm thấy không thể đồng ý dễ dàng quá. Cho dù thế nào cũng phải bắt anh ta quỳ xuống cầu hôn. Tôi phải bắt anh phải quỳ xuống. Ba, con chỉ cho ba một cách. Ba cũng biết con sắp sang Mỹ rồi, ba có thể dùng lý do này. Con đừng lượn qua lượn lại nữa, ba đang coi tivi đó. Ba nghe con nói đừng cắt ngang lời con. Ba dùng lý do này để mời dì Đường Hồng đi karaoke. Sau đó ba hát bài Yêu Em Nhưng Khó Mở Lời. Ba thấy sao? Lấy điện thoại cho ba. Alo. Alo, ai vậy? Được rồi. Được được, tôi sẽ tới ngay. Tôi sẽ tới ngay. Ba đi đâu vậy? Còn chưa nói xong mà.
Bây giờ con ở nhà sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng. Bà cảm thấy chuyện này không thể chỉ cần mời người ta đi hát một bài là xong. Ít nhất cũng phải ăn một bữa tối dưới ánh nến lung linh, phải lãng mạn vừa hoành tráng. Nghĩ giùm ba đi. Nhưng mà ba tính đi đâu vậy? Ba ra ngoài một lát. Ba đi đâu? Ba sẽ về liền. Chừng nào ba về? Khó nghe muốn chết. Anh là bạn cổ hả? Sao lại uống say như vậy? Tôi không biết nữa. Mấy người uống, chỉ có mình cổ. Thục nữ. Thục nữ à? Một mình cô chạy tới đây uống rượu sao? Anh tới rồi hả? Cô có chuyện gì? Thôi được rồi, đừng có nằm đây nữa, về thôi. Đi đâu? Ngồi dậy đi, có sao không? Kéo tôi dậy. Cô có sao không? Từ từ, từ từ. Xe ở bên đó. Xe ở bên đó. Dương Thụ, anh cảm thấy tôi và Mạnh Lai Tài có hợp không? Một mình cô chạy tới đây uống say bí tỉ chuốc khổ cho mình. Từ từ, xe ở đằng trước. Dương Thụ, anh làm gì vậy? Anh muốn làm cái gì? Cuối cùng anh có ý gì đây? Cô uống say rồi gọi điện cho tôi tới. Giám đốc Mạnh, chuyện này chúng tôi không có đi chung. Tôi không có chút rượu cổ. Tôi đưa cổ về nhà trước. Cô đi với tôi. Cái túi nè, Dương Thụ, đi về đi. Tôi không có uống rượu với cổ đâu, giám đốc Mạnh. Nằm xuống đi, nằm xuống. Cô uống say nên gọi điện cho tôi. Anh im đi, kêu tôi tới rước cổ. Tôi không có. Anh vừa mới tỏ tình với tôi xong thì đi chút rượu bạn gái người ta. Tôi không có. Có. Tôi nhìn thấy rồi, tôi nhìn thấy tận mắt. Miệng anh nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, chứng nào tật nấy, muốn che giấu nhưng bị lộ. Đồ lừa đảo. Đúng là thất đức. Tự nhiên tôi lại giúp các người. Đúng vậy. Đều tại tôi không đành lòng. Đáng đời. Ai kêu anh lừa gạt tôi? Ai? Dương Thụ hả? Không có. Nếu như không có ánh đèn lướt qua, có phải tôi vẫn đang chìm vào quá khứ? Nhưng lúc khoảnh khắc đó còn chưa biến mất, hãy cất giữ những hồi ức đó trong lòng. Em đã trở thành bức tường duy nhất trong tim anh. Thời gian trở thành hơi ấm tiếc nuối những luôn ẩn hiện trong tim anh. Có khi giấc mơ đi quá vội vã sẽ khiến anh mất đi phương hướng. Bờ vai của người đàn ông phải gánh biết bao nhiêu nước mắt. Chẳng ai biết anh không biết giả vờ. Vậy rồi hả? Mới sáng sớm ba đi đâu vậy? Ba ra ngoài có chút chuyện. Nè, tôi nghe nói
anh cầm một đống hàng chợ đem bán lại cho đường Hồng. Có chuyện đó không? Cái đó không phải là gạt. Cái đó gọi là tích lũy tư bản nguyên thủy. Tôi nói cho cô nghe, khi tư bản xuất hiện ở trên đời thì mỗi một lỗ chân lông trên người của nó đều là vết máu. Ai nói vậy? Katmas. Vậy ý của anh tức là bây giờ mỗi một lỗ chân lông trên người của anh đều là vết máu sao? Tôi nói cho anh nghe, chúng ta tới thế giới này với đôi bàn tay trắng. Thứ người ta có là gia cảnh, thứ chúng ta có là cảnh nền. Nếu chúng ta không có lấy được ước mơ, không biết cố gắng, nếu cả người chúng ta không có vết máu thì chúng ta dựa vào cái gì? Anh gạt chị ta mua đồ bằng cách nào? Anh chỉ tôi đi. Anh dạy tôi đi. Tinh Tinh, tôi có thể nhờ cô tới giải thích với đường Hồng về chuyện tối qua không? Tối qua tôi uống nhiều quá, tôi không nhớ gì hết. Không thể nào không nhớ cái gì chứ. Là cô gọi điện kêu tôi tới mà. Tôi đã nói là tôi không nhớ gì hết. Dương Thụ, anh làm gì vậy? Giám đốc Mạnh, anh chạy tới công ty tôi để quấy rầy nhân viên của tôi sao? Không có, không có. Tôi muốn nhờ cổ. Người của nhà xuất bản tới rồi. Cô đi tiếp đón họ đi. Dạ. Khỏi giải thích, tôi là người từng trải. Cho dù anh có làm gì, tôi cũng không để trong lòng. Không có, thật mà. Anh nghe tôi nói đã, tôi hiểu. Tôi cũng từng có vợ. Cuộc đời dài như vậy, nếu anh không có cảm tình với ai thì cũng là chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Nhưng mà Dương Thụ, tôi và đường Hồng đã tận mắt nhìn thấy anh đã lái chiếc xe của đường Hồng. Nếu như chúng tôi không tới đó kịp. Nhưng mà sao anh lại to gan như vậy? Anh chú người ta say tới như vậy, sau đó còn chuẩn bị dìu cổ lên xe. Tôi nói anh nghe, anh biết làm vậy là gì không? Đó là như lúc người ta gặp nạn thì anh đi phạm tội. Tôi nói anh nghe, tôi thề với anh luôn đó. Lúc tôi tới nơi thì cổ đã say rồi. Anh là cổ gọi điện thoại kêu tôi tới. Khỏi giải thích, khỏi giải thích. Bây giờ tôi cho anh một đề nghị. Anh chỉ có một con đường để đi. Anh mau chóng lái xe tới nhà đường Hồng, chịu đòn nhận tội. Bây giờ ai giải thích cũng vô dụng, chỉ có anh giải thích mới được. Ngoài ra Dương Thụ à, tôi còn có một yêu cầu với anh. Anh tránh xa tôi một chút, đừng ở chỗ của tôi lôi kéo người ta nữa. Anh muốn cái gì đây? Lúc trước tôi thích đường Hồng thì anh lượn lờ xung quanh cổ, anh biến tôi thành người ngoài. Bây giờ tôi mới thì anh lại xuất hiện. Tôi nói anh biết, sau này chúng ta nên giữ một khoảng cách an toàn đi. Anh cho tôi thở một chút có được không? Được, nhưng mà chuyện này không phải như vậy. Anh đừng có giải thích với tôi. Đừng giải thích với tôi. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Anh mau chóng tới nhà của đường Hồng, đích thân giải thích với đường Hồng. Mau đi đi, mau lên, đi đi. Được, 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 mau đi đi. Mọi chuyện là như vậy. Nếu tôi nói dối câu nào cho trời đánh chết tôi đi. Tôi nói anh biết, khi người ta uống say, người ta gọi điện cho ai trước thì chứng minh trong lòng họ không phải cô gọi mà là phục vụ gọi cho tôi. Tại sao phục vụ lại gọi điện cho anh? Cô luôn số điện thoại của tôi vào vị trí đầu tiên trong danh bạ. Một, số một của tôi. Cô đừng nói chuyện kiểu đó mà được không? Là phục vụ gọi điện thoại cho tôi rồi kêu tôi tới tiệm karaoke của họ. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi là con người mà. Vị trí số 1 trong điện thoại của anh là ai? Thủ Miêu. Dương Thủ Miêu, cô gọi thử đi. Tôi thứ mấy? 2. Tôi đúng là ngốc. Cô là số 2. Ai cũng biết số 2 có nghĩa là đồ ngốc. Tôi còn tưởng trong lòng anh có tôi. Tôi tưởng anh coi tôi là người yêu. Nếu tôi cảm thấy khó chịu thì anh sẽ cảm thấy khó chịu gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Mẹ ngốc đúng không? Alo, Kiến Quân. Cướp rồi, cứ bắt tôi gọi lại. Tôi đổi cô xuống số 3 nha. Tùy anh. Kiến Quân, sao lúc nãy cậu cướp máy vậy? Bất ngờ gì? Tôi đoán hả? Tôi không đoán được đâu, cậu nói đi.
Cũng được, vậy tôi phải mặc cái gì đây? Được thôi, cậu chờ ở đó đi, tôi lập tức tới ngay. Sao anh cậu chưa về nữa, tôi sắp ra ngoài rồi. Khoan đã, chuyện tôi nói là sự thật, cô có thể tin tôi hay không? Tại sao tôi phải tin anh chứ? Thôi được, cô không tin cũng được. Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết lòng người. Cô đi đâu vậy? Đi bao lâu? Tôi đi tham dự một buổi tiệc. Kiến Quân muốn giới thiệu người nhà của cậu ta với tôi. Ông bà ta có câu: đàn ông sợ chọn sai nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng. Vậy anh có biết câu này không? Thà rằng đã làm sai rồi hối hận còn hơn là hối hận vì bỏ lỡ không làm. Tề Kiến Quân nói với tôi đó, toàn là mấy lời bậy bạ. Có chuyện có thể sai, có chuyện không được sai. Có chuyện bây giờ cô làm sai, nửa đời sau cô trả. Thôi được, nếu kiếp sau em vẫn còn nhớ đến anh, chúng ta sẽ chết cùng với nhau. Chỉ là một tấm thiệp mà thôi. Cái áo này thế nào? Cuối cùng cậu ta cho cô uống thuốc gì vậy? Lãng mạn quá. Tôi muốn thay đồ, anh đi về đi. Let my thoughts come to you when I'm gone, like the afterglow of sunset at the margin of dreary silence. Light in my heart the evening star of rest, and then let the night whisper to me of love. I'm a child in the dark. Ba muốn nhờ con chuyện gì? Đang học tiếng Anh hả? Ba nói thẳng đi, có chuyện gì vậy? Hay là ba ngại không dám hỏi? Ba bị như vậy cũng có trách nhiệm của con đó. Cuối cùng là chuyện gì mà bắt con chịu trách nhiệm? Con thường nói với ba, Đường Hồng thích ba. Lúc nào con cũng kêu ba chủ động. Hôm qua ba đã chủ động rồi. Nhưng cổ kêu ba về nhà chờ. Ba bị cổ tát một gáo nước lạnh. Rồi sau đó, tối qua ba đã nghe một cú điện thoại. Là nhân viên ở quán karaoke gọi cho ba, nói cố Tinh Tinh uống say, kêu ba qua đó, cho nên ba đi. Tối qua ba đi làm chuyện này hả? Hay vì nghe điện thoại xong là ba chạy đi ngay? Còn phục vụ đó gọi cho ba, nói cố uống say bí tỉ. Chẳng lẽ ba lại bỏ mặc? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hai người có làm chuyện gì không? Chẳng lẽ say rượu làm càn? Thôi đi, ba con không có thất đức như vậy. Ai dạy con câu đó chứ? Câu gì? Say rượu làm càn? Trong sách có ghi mà, ba không biết sao? Bàn việc thì uống trà, ăn chơi thì uống rượu. Cái cần học thì không học, cái không cần học thì học nhanh lắm. Ba không nói thì ra ngoài đi. Coi như con cũng không có cái đi. Vậy bây giờ ba hỏi thẳng. Lúc đó cô uống say, ba kêu cô đi về, cô cứ lắc lư. Cho nên ba dìu cô vào trọng điểm. Vấn đề là lúc ba dìu cổ thì bị Đường Hồng nhìn thấy, Mạnh Lai Tài cũng thấy. Đường Hồng nổi giận với ba, nói ban ngày ba tỏ tình với cổ, buổi tối đi uống rượu chút say con gái nhà người ta. Cổ hỏi ba muốn làm gì, làm sao ba giải thích được.
Lúc nãy ba có đi tìm cố Tinh Tinh, cô nói tối qua uống say quá không nhớ cái gì hết. Bây giờ làm sao đây? Ba đúng là xui thật. Chứ còn gì nữa? Ba, con cảm thấy bây giờ chính là cơ hội để thử thách ba. Con nghĩ ba bây giờ ba chạy tới đó nói với dì Đường Hồng, nếu như em nghĩ quan cho anh thì em đã đánh mất một người yêu em thật lòng. Không được. Được mà. Theo con thấy, ba mua một bó hoa tới đó cầu hôn luôn đi. Ba cứ nói ba là người yêu dì ấy duy nhất trên đời, không có ai yêu dì ấy hơn ba. Nếu dì ấy không đồng ý là tổn thất của dì ấy. Đây là cầu hôn theo phong cách anh hùng trở lại. Ba cứ nói như vậy, trước giờ chưa có ai yêu em hơn anh. Em phải cảm ơn anh. Phải rồi, chúng ta phải nói bằng tiếng Anh. Thì dì ấy thích phong cách Tây mà. Ba cứ nói thank me for loving you. No way. Lose weight and you will have ever tried. Phong cách anh hùng trở lại hả? Đúng vậy. Ba thấy có ngầu không? Ba nghĩ đi, tôi cầu hôn cô còn phải cảm ơn tôi, bởi vì không có ai yêu cô hơn tôi. Nếu nói trắng ra thì chính là nếu cô không lấy tôi thì sẽ không ai thèm hốt cô đâu. Exactly. Ba thấy không được. Chứ để người ta hiểu lầm. Người ta nhìn thấy ba đi chung với một cô gái say xỉn. Nếu xài chiêu anh hùng trở về của con thì càng bị ghét hơn nữa. Ba có thể làm thử mà. Không thể thử. Đây là cách tào lao. Không dùng anh hùng trở về thì dùng cái gì? Hay là xến xuống một chút? Không được quá sến. Con nói ba nghe. Your eyes close, I die. Your eyes open, I come back. Your eyes close and open again and again. I die and come back time after time. Nghĩa là gì? Nghĩa là em nhắm mắt lại thì anh chết, em mở mắt ra thì anh sống, em chớp mắt liên tục thì anh sống lại vô số lần. Sến quá đi, không được. Ba đúng là không biết cái gì hết. Đại học Aberdeen ở Anh đã phát hiện cách tỏ tình hiệu quả nhất chính là chân thành và trực tiếp. Đại học ngày nay hết cái nghiên cứu rồi sao mà đi nghiên cứu mấy thứ này? Thứ này là thứ gì chứ? Cái này gọi là tình yêu đó ba. Tình yêu có liên quan đến hạnh phúc của nhân loại. Ba nhìn đi, ba không có tình yêu, nghĩa là gì? Không có tri thức, không có học vấn, không theo kịp thời đại. Đủ rồi, cái này cũng không được. Con còn câu nào khác không? Có câu nào bình thường một chút, đừng có màu mè quá. Ba nghe cho kỹ nha. Grow old along with me, the best is yet to be. Nghĩa là được ở bên em tới suốt đời là chuyện tuyệt vời nhất. Cần gì phải dùng tiếng Anh? Cứ nói thẳng ra là nắm tay nhau hẹn ước tới già. Đương nhiên là khác nhau rồi. Vì Đường Hồng thích phong cách Tây. Bà phải nói như con. Bà nói thử đi, nhìn con nè. Ánh mắt của ba phải chân thành nồng cháy. Sau đó nói từng chữ một. Nói theo con. Grow. Nói đi. Thôi khỏi, mấy chiêu của con không hợp với ba. Ba nghĩ tốt hơn hết là bắt cố Tinh Tinh giải thích với cổ. Đi ngủ đi. Cuộc đời con người thường trôi qua bằng việc bị chuyện. Lúc phụ nữ 8 tuổi thì cô đã phải bị chuyện để dỗ họ đi ngủ. Lúc họ 18 tuổi, cô phải bị chuyện để dụ họ ngủ với cô. Lúc 28 tuổi, không cần bị chuyện, họ vẫn sẽ ngủ với cô. Lúc họ 38 tuổi, họ sẽ bị chuyện để cô ngủ với họ. Lúc họ 48 tuổi, cô phải bị chuyện để làm sao không phải ngủ với họ.
Vui lắm hả? Vui chứ. Ai vậy? Tới liền. Cô Tình Tình có ở nhà không? Cô không có nhà. Anh gọi điện cho cô đi. Tôi có gọi nhưng cô không nghe. Tôi có thể vào nhà chờ cô không? Tôi có chuyện rất quan trọng. Không được, nhà tôi đang có khách. Anh Thủ, Hà Đại Tráng, sao cậu lại ở đây? Đại gì? Hà Đại Tráng là ai? Anh tên là Hà Đại Tráng sao? Cậu ấy tên là Peter. Peter. Đại Tráng. Thưa cô, tôi trân trọng nói cho cô biết, tôi đặt tên tiếng Anh cho mình không phải vì sợ người ta cười tôi, mà là bởi vì đồn cảnh sát không cho tôi đổi giấy chứng minh. Sao cô không nói cho người ta biết tên thật của cô không phải là Lily, tên thật của cô là Lưu Tú Lan đi? Ai tên Lưu Tú Lan? Cô đó, tôi không phải tên Lưu Tú Lan. Vậy cô đem chứng minh ra đây cho tôi coi. Ba mẹ cô đặt cho cô tên Lily, đặt tên đó thì đồn cảnh sát dám cho cô vào hộ khẩu sao? Tôi có một người bạn tên con trai là Simon, nhưng cuối cùng đồn cảnh sát gọi điện tới nhà họ nói thẳng, anh dám đặt tên cho anh là Obama thì tôi làm hộ khẩu liền. Nghe thấy chưa, người Trung Quốc phải có họ Trung Quốc, tên của người Trung Quốc có họ Tây Môn chứ ai lại họ Tây. Cô nói đi, cuối cùng cô họ gì? Cô họ Chu, họ Cẩu, họ Quý hay là Điêu? Họ Lại à? Anh cười cái gì vậy anh Dương? Tinh Tinh đã có bạn trai rồi. Tôi biết cô có bạn trai rồi. Tôi muốn nhờ cổ dắt bạn trai cổ tới nhà Đường Hồng một chuyến để giải thích rõ ràng. Anh Thụ, tôi nói anh nghe, anh tìm cố Tinh Tinh cũng vô dụng, chẳng giúp được gì. Cho dù cô đồng ý giải thích là cô uống say thì chị Hồng có tin không? Biết đâu lại nghĩ hai người thông đồng gạt chị. Vậy phải làm sao? Làm sao? Tôi chỉ anh một cách. Phụ nữ là động vật cảm tính, anh phải dùng các cơ thể sưởi ấm chị. Nghĩ bậy rồi. Đang nghĩ bậy đúng không? Tôi chưa nghĩ cái gì hết. Bây giờ đó của tôi trống trống. Sưởi ấm kiểu gì? Tôi nói anh nghe, ý của anh là kêu anh ôm chị, ôm cổ. Bây giờ vừa gặp tôi là cổ muốn đánh chết tôi ở đó mà ôm ấp. Anh Thụ, tình yêu cần có sự quan tâm, anh hiểu không? Người ta thường hát thế nào? Tình yêu thực sự cần có sự can đảm. Hơi lạc tông, đúng vậy. Yêu là phải vượt qua núi đao, yêu là phải vượt qua biển lửa. Anh phải biết đây chính là lúc mấu chốt. Chỉ cần tức giận ở trong lòng thì anh càng phải xông lên. Cho dù chỉ tức giận điếng người, anh cũng phải xông lên, hiểu chưa? Phải kiên quyết ôm chỉ, không hiểu sao? Chúng ta thực hành cho anh xem. Lại đây, mau lên, mau lên. Trừng mắt là lùng lửa giận bừng bừng. 1, 2, 3, ôm chặt. Anh nhìn thấy chưa? Anh có hiểu không? Càng dãy dụa thì càng ôm chặt, dãy dụa. Anh buông tôi ra, buông ra. Anh không buông. Anh hiểu chưa? Bỏ xuống. Hay là làm lại lần nữa? Sao anh cứ đòi làm hoài vậy? Anh Thụ là người cổ hủ, anh không biết đâu. Ý tôi là anh làm vậy có tác dụng không? Là anh ta ôm hay là anh ôm? Lại đây, anh ôm tôi. Không biết thì phải tập. Coi tôi là Đường Hồng. Nào, lại đây. Thôi khỏi, thôi khỏi. Mau đứng dậy đi. Không được đâu. Nào, không được. Không được đâu mà. Nếu anh thấy ngại thì anh ôm từ đằng sau đi, như vậy sẽ càng bất ngờ. Đúng như là ôm phía trước, để lát nữa còn hôn một cái, cô hiểu không? Như vậy nè. Anh bị cái gì vậy? Sao vậy? Anh đừng có quậy nữa. Tôi đâu có quậy, đứng yên ở đó nghe chưa? Tôi hiểu rồi, tôi nhìn là hiểu. Không được, không được, lại đây. Tôi nói anh nghe, anh nhất định phải bất ngờ. Đi tới trước mặt chỉ, rồi đặt tay lên eo chỉ, sau đó đưa tay ôm lấy từ phía đằng sau như vậy. Anh tính sàm sỡ tôi sao? Anh để tay chỗ nào vậy? Anh thực hành cái đầu của anh đấy. Tôi chỉ đang chỉ cách ôm thôi mà. Người cần biết ôm là ảnh. Nãy giờ anh ôm hết người tôi rồi còn gì? Ai ôm cô? Anh có ôm không? Anh có nhìn thấy ảnh ôm tôi không? Thấy chưa? Anh nói đi, có nhìn thấy không?
Chìa khóa đâu rồi? Lát nữa ba nhớ đừng căng thẳng quá. Ba bình thường mà. Ba bình thường. Có cần con đi theo không? Không cần. Con ở nhà làm gì thì làm đi. Nghĩ là sao? Ở bên anh tới lúc già là chuyện tuyệt vời nhất. Biến. Anh cảm thấy dịch thành nắm tay nhau hẹn ước tới già nghe hay hơn. Thủ miêu viết cho anh nhiều quá cho nên anh không học thuộc hết. Em quá đáng quá rồi. Tề Kiến Quân tặng hoa cho em thì em cắm vào trong bình, còn anh tặng hoa cho em lại quăng vào thùng rác. Em quá đáng rồi đó. Quá đáng quá rồi. Quá đáng rồi. Làm gì vậy? Đứng yên, đứng yên. Em nghe anh nói. Em nhắm mắt thì anh sẽ chết. Em mở mắt thì anh sống lại. Nếu em chớp mắt liên tục thì anh chết đi sống lại trăm ngàn lần. Đừng có nhéo bụng anh. Sàm sỡ tôi, anh dám sàm sỡ tôi? Buông ra đi, buông ra đi. Ba ngày ban mặt giữa chúng công cộng mà anh đọc thơ tiếng Anh để tán tỉnh tôi. Ai nhịn được chứ? Tôi không nhịn được. Em bị điên rồi sao? Anh nói em biết. Em được tưởng Tề Cứu Quân yêu em thật lòng thật dạ. Bây giờ em còn đẹp, còn ngon. Để tới lúc em già rồi, tôi lúc nào cũng đẹp. Ai nói bây giờ tôi mới đẹp? Đủ rồi, lúc nào tôi cũng đẹp. Quốc trúng mặt ăn rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ lập tức bỏ em ngay. Em sẽ trở thành một bà thiếp. Em bị điên hả? Tôi nghe thấy mùa đông đang rời đi. Tôi tỉnh giấc vào một khoảnh khắc nào đó. Tôi nhớ, tôi chờ đợi, tôi trông ngóng. Nhưng tương lai lại là chuyện không sắp xếp được. Ngoài cửa sổ xe là đêm tối không trăng. Rẽ trái rẽ phải chạy thẳng. Phải đi nhiều vòng mới tìm thấy tình yêu. Khi gặp người ấy tôi phải nói thế nào? Khi em nhắm mắt thì anh đã chết.
Khi em mở mắt, anh lại hồi sinh. Khi ánh mắt em nhấp nháy, thì anh liên tục chết rồi hồi sinh. Tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều. Ba, mọi chuyện sao rồi? Sĩ diện hảo. Dì Đường Hồng, con phát hiện ba con có một bí mật rất lớn. Con nói dì nghe, toàn bộ số thư ở đây là do ba con viết cho chính mình. Hơn nữa bức nào cũng nhắc tới dì. Thật đó. Phải, mặc dù mở đầu của nó đều là chào Thạch Huệ, nhưng nội dung đằng sau thì lại không có bất cứ chuyện gì liên quan tới Thạch Huệ. Câu nói chào Thạch Huệ, nó chỉ là một thói quen. Có thể nói nó chỉ là một thói quen của ba con, chứ không phải là yêu. Đó là tình cảm lúc trước của ba con, hoặc là nói từng cho rằng mình rất yêu người đó. Con nói thật, mỗi bức thư của ba con đều viết về gì, chứ không liên quan đến mẹ con. Con đọc gì nghe nha. Ví dụ như lá này. Hôm nay chú Thu ở viện dưỡng lão nói với anh, Đường Hồng là một người vợ tốt, kêu anh theo đuổi nhưng anh không nói được. Chú ấy nói anh sĩ diện. Có gì nè. Con đọc một lá nữa. Bây giờ sắp tới Trung Thu rồi. Đường Hồng nói cô ấy ăn lễ một mình, nên mời anh và Thủ Miêu tới nhà cùng ăn Tết Trung Thu. Anh đã đồng ý. Còn nữa, bất cứ lá thư nào cũng có gì hết. Hôm nay Đường Hồng mặc một cái váy màu vàng, nhìn giống như đeo tạp dề. Anh lỡ chê nên cô ấy không vui. Dì tự coi đi dì Đường Hồng. Cùng lắm thì Cố Tinh Tinh chỉ là một khúc nhạc đệm trong đời ba con thôi. Cũng giống như lúc đầu hè, con bị cái tên Cao Tiểu Quân đó thu hút. Chỉ là say nắng thôi. Dì Đường Hồng, ba con thực sự rất yêu gì. Anh đã nói với Thụ Miêu sẽ tới nhà Đường Hồng ăn Trung Thu. Thụ Miêu thực sự rất vui. Trong nhà Đường Hồng có một mặt là cửa sổ thủy tinh. Anh rất mong chờ tới ngày đến nhà của cổ ăn Trung Thu. Thụ Miêu nói rằng 15 năm nay trăng vừa sáng vừa tròn, tới năm 21 mới có hiện tượng này. Nó nói bởi vì quỹ đạo chuyển động của mặt trăng không phải là một hình tròn, cho nên không phải mỗi rằm 15 âm lịch thì mặt trăng đều tròn dành dạch. Nếu bỏ lỡ phải chờ 8 năm. Nó nói làm anh rất xúc động. 8 năm trước Thụ Miêu mới 10 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Lúc đó Đường Hồng mới bán tả được 2 năm rồi, nhưng vẫn chưa phát lên. Anh đã đề nghị cổ tới viện dưỡng lão để bán. Nếu người ta không cho bán thì cổ làm tình nguyện viên chăm sóc cho người cao tuổi. Không ngờ cuối cùng lại thành công. Anh còn nhớ lần đầu tiên cô ký được hợp đồng, cô mừng tới nhảy cẩn lên. Hôm đó cô mặc một cái váy đỏ, cứ nặng nặc kéo anh tới quán bar. Đó là lần đầu tiên anh vào quán bar, lần đầu tiên uống rượu Tây. Rượu Tây khó uống quá. Kêu ba con tới đây để ông nói với dì. Đoán xem anh là ai? Ai vậy? Chào bé Thụ Miêu, dì Đường Hồng có nhà không?
Em yêu. Em yêu à. Em yêu. Em đang làm gì vậy? Sao có nhiều thư vậy chứ? Đây là thư ba tôi viết cho dì Đường Hồng. Anh Dương đúng là người thích cổ điển. Thầy Tào đã chọn ngày lành cho chúng ta rồi. 10 giờ rưỡi, sáng ngày mai cục dân chính. Đúng 9 giờ sáng, anh sẽ xuất hiện dưới lầu nhà em. Phải rồi. Tối hôm nay em nhớ soạn sẵn chứng minh thư, sổ hộ khẩu. Sáng sớm ngày mai anh sẽ đem bữa sáng tới cho em. Em yêu, ngày mai sẽ là big day của chúng ta. Em yêu, hôm nay nhìn em vô cùng xinh đẹp. Em thực sự quá xinh đẹp, cô dâu của anh. Ba, ngày mai dì Đường Hồng sẽ đi đăng ký kết hôn. Tại sao ba lại đứng yên nhìn người mình yêu bị người ta cướp đi mất chứ? Ba không có yêu. Ba yêu, ba yêu gì ấy? Ngay cả bản thân ba cũng không biết ba yêu gì ấy cỡ nào. Ba, ba tính chờ tới khi mất đi rồi mới hối hận sao? Con đừng có lảm nhảm nữa, nhức đầu quá. Ăn cơm đi. Làm gì vậy? Ba tự coi đi. Ba yêu dễ tới cỡ nào? Tôi không biết phải đi như vậy đến bao giờ. Con đường này quá dài làm tôi bạc cả đầu. Cuộc đời sẽ dạy tôi cách xoa dịu nỗi đau. Ước mơ trở thành lý do gạt chính tôi. Tình yêu ở trong lòng đã bị che giấu quá lâu. Cánh cổng hạnh phúc đang ở đâu? Khi cái ôm ấm áp luôn nằm đằng sau cơn gió. Nhưng tôi đã bỏ lỡ nó. Lúc qua nở gió đang thổi, mây đang trôi. Phía trước có ai đang chờ đợi tôi? Người đời chỉ biết chia sẻ niềm vui, nào ai biết chia sẻ nỗi buồn. Thời gian là đôi bàn tay vô tình cướp đoạt đi tuổi thanh xuân. Sự đau buồn xơi giữa các kẻ ngón tay. Phải chăng tôi chỉ có thể buông tay chấp nhận? Tôi muốn có một tình yêu bất diệt. Người đời chỉ biết chia sẻ niềm vui, nào ai biết chia sẻ lệ buồn. Thời gian là đôi tay vô tình cướp đoạt đi tuổi thanh xuân. Sự đau buồn rơi giữa kẻ ngón tay. Phải chăng tôi chỉ có thể buông tay chấp nhận? Tôi muốn có một tình yêu bất diệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
取消非常不休。Ba lấy nhanh lên đi. Nhanh nữa là vượt tốc độ, cảnh sát sẽ gửi tới giấy phạt. Chuyện nào quan trọng hơn? Đương nhiên là bị cảnh sát phạt. Mau lên đi. Thủ Miêu, con tới chúc mừng gì hả? Cảm ơn. Anh tới đây làm gì? Xong rồi hả? Cảm ơn. Thái độ này là sao? Là chúc mừng cho tôi hả? Tối hôm qua anh đã thức trắng cả đêm để đọc những lá thư đã viết mấy năm nay. Hầu như lá thư nào cũng nhắc tới em. Thì lúc đó anh mới biết người anh quan tâm nhất chính là em. Thủ Miêu luôn nói anh sĩ diện. Đúng, anh đúng là sĩ diện. Anh vẫn luôn chọn từ bỏ. Anh từ bỏ hôn nhân là bởi vì anh không muốn Thạch Huệ phải lựa chọn giữa hôn nhân và ước mơ. Cho nên anh từ bỏ. Anh từ bỏ Thủ Miêu để nó đi Mỹ, tới ở với mẹ nó. Không phải anh không thương nó, không muốn giữ nó lại, mà anh không muốn nó phải lựa chọn giữa tình cảm với anh và tương lai. Anh từ bỏ. Không phải vì trong lòng anh không có em, mà vì quá yêu em. Anh sợ em tới với anh em sẽ khổ. Anh sợ không giữ được em. Anh bị gãy tay cũng không sao, nhưng anh sợ không chụp được em. Anh sợ không lo nổi cho em. Nếu như em không hạnh phúc thì tới tìm anh, nói cho anh biết. Tìm anh làm gì? Anh hốt tôi sao? Anh hốt. Vậy sao bây giờ không hốt luôn đi? Sao anh hốt em được? Lúc nãy tôi quên đem theo hộ khẩu. Vẫn chưa bị hốt à? Con có đem theo. Ba con có đem theo hộ khẩu. Con đem theo nó làm gì? Để kết hôn đó. Làm gì vậy? Đi kết hôn.
Ba phải cầu hôn trước. Em lấy anh nha. Làm vậy có nghĩa là gì? Anh muốn làm cái gì? Cầu hôn đó. Anh cầu hôn. Vậy là cầu hôn hả? Vậy làm sao? Tôi cảm thấy không được. Con thấy con được không? Không được. Ba coi. Như vậy được không gì? Cái này ở đây à? Quay lưng lại. Làm gì vậy? Ba làm nhanh quá rồi. Quỳ rồi. Cái này là quỳ hả? Tôi không nhìn rõ. Đủ rồi, đủ rồi. Anh quỳ đàng hoàng đi, tôi không nhìn rõ. Đây là giây phút thần thánh đó, anh tưởng đang thi chạy sao? Quay lưng lại đi. Anh chưa nói gì hết. Chứ không phải chuyện lập lờ. Tôi không thể giả vờ là tôi yêu cậu. Tôi xin lỗi. Tôi bằng lòng làm tất cả mọi chuyện vì chị. Tôi chỉ muốn cậu làm một chuyện cho tôi. Ép Dương Thụ cầu hôn chị. Tôi vẫn tặng quà mỗi ngày cho chị giống như vậy. Giống như bây giờ. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chị. Tôi sẽ tiếp tục làm những chuyện không đáng tin. Nếu như anh ta thật lòng thật dạ yêu chị, vậy thì anh ta sẽ không làm lơ. Nếu như anh ta vẫn khoanh tay đứng nhìn, thì chứng tỏ anh ta không yêu chị. Anh ta không xứng để chị yêu, đúng không? Nếu vậy chị phải hứa với tôi một chuyện. Nếu anh ta không hề yêu chị, thì chị hãy cân nhắc đến tình cảm của tôi. Hãy cho tôi một cơ hội được không? Mau đỡ họ dậy, mau đỡ họ dậy, đỡ họ dậy nào. 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 Nào, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thề giao bái.
Ví dụ bạn yêu một người đàn ông, bạn nhất định phải cho anh ta biết bạn yêu anh ta. Trong tình yêu, ai cũng có lúc yếu đuối, nhạy cảm, không tự tin. Nhưng cho dù như thế nào, tình yêu cũng cần sự can đảm và đối mặt, tấn công trực tiếp, gọn gàng, dứt khoát. Anh nói thẳng đi, anh có yêu tôi không? Nếu như ông trời lại cho tôi một cơ hội nữa, thì 10 năm trước tôi sẽ nói với cô ấy: anh yêu em.